Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện nay, bệnh viêm đại tràng không còn là một bệnh hiếm gặp. Và ở Việt Nam thì tỷ lệ người mắc đại tràng khá cao, cứ 3 người thì sẽ có một người gặp các vấn đề về đại tràng. Đây là một con số không hề nhỏ. Vậy thì viêm đại tràng là gì và tại sao lại có nhiều người mắc bệnh này đến như vậy? Triệu chứng của bệnh này ra làm sao cũng như là cách điều trị như thế nào? Trong chương trình phổ biến kiến thức y tế hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay bác sĩ Đỗ Quang Linh là phó trưởng khoa tiêu hóa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cùng giải đáp các câu hỏi liên quan đến bệnh viêm đại tràng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước hết xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên là xin hỏi bác sĩ bệnh viêm đại tràng là gì ạ? Đại tràng ấy là nơi mà hấp thu các thức ăn cuối cùng của đường ống tiêu hóa. Sau khi mà các thức ăn xuống thì nó tạo thành phân mà chính. Phân là nơi chứa nhiều các vi khuẩn và các chất độc tố nên là đại tràng rất bị viêm nhiễm. Tình trạng viêm đại tràng là một cái tình trạng mà đại tràng đã bị tổn thương thực thể của cái ống tiêu hóa do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đâu là nguyên nhân mà khiến cho nhiều người bị mắc bệnh đại tràng đến như vậy? Những cái nguyên nhân của viêm đại tràng thì có rất nhiều nguyên nhân nhưng mà ta quy về khoảng có 5 cái nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất là nguyên nhân do vi khuẩn thì nó có rất nhiều những cái tác động, ví dụ như là do quá trình ăn uống mình có thể bị, mọi người có thể bị nhiễm do vi khuẩn này, ký sinh trùng này, virus này, nấm này. Nhóm nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do thiếu máu cục bộ gây nên những cái tắc mạch. Và nguyên nhân tiếp theo nữa là nguyên nhân về những cái bệnh mà viêm ruột mãn tính. Thì trong cái nguyên nhân này thì có hai cái bệnh là điển hình chính mà trên lâm sàng hay gặp là cái bệnh viêm, là cái bệnh viêm loét đại trực tràng chảy máu và bệnh Crohn. Là hai cái bệnh này nguyên nhân do cái hệ thống miễn dịch nó tấn công vào đại tràng và gây nên quá trình viêm đại tràng. Và nguyên nhân nữa là cái nguyên nhân về do cái viêm đại tràng giả mạt là do chúng ta dùng quá bừa bãi về mặt sử dụng kháng sinh, không đúng nguyên tắc và dùng kháng sinh kéo dài nên là có thể gây nên cái đại tràng nó tổn thương về mặt màng giả trong cái lòng đại tràng. Và nguyên nhân tiếp theo là về sau sau trị xạ, sau những cái bệnh mà ung thư thì sau đó là mình phải dùng những các biện pháp là hóa trị xạ thì nó sẽ gây nên tổn thương cái đại tràng và gây những bệnh nhân là có đau bụng và đi ngoài ra máu rất nhiều. Thưa bác sĩ, vậy thì một người bị viêm đại tràng thì có những cái triệu chứng hay là cụ thể ở đây là những cái biểu hiện như thế nào? Có ba cái nhóm triệu chứng chính. Thứ nhất là một cái rối loạn đại tiện kéo dài. Thì cái rối loạn đại tiện này kéo dài nó thể hiện bằng, biểu hiện bằng như bệnh nhân một ngày có thể đi ngoài 2-3 lần. Đấy. Phân thì nỏng nát và có thể là tăng lên mà khi ăn những cái thức ăn mà lạ, ví dụ là hoặc là thức ăn lạ như tôm cua đấy, rồi Chất anh ăn đúng không? và chất tanh, hoặc là những cái thực phẩm mà ôi thiêu, hoặc là những cái thực phẩm bị nhiễm những cái vi khuẩn đấy, thế thì nó có thể là tăng lên cái số lần đi ngoài đấy. Và nó có thể là số lần đi ngoài nó có thể là bị giảm đi số lần, ví dụ như là bình thường một ngày đi một lần nhưng mà có thể là một tuần mới đi được khoảng 2-3 lần. Đấy là thì phân lúc này nó không thành nỏng nước nữa mà nó lại phân này táo. Cái thứ hai là cái triệu chứng nữa là cái triệu chứng về đau bụng. Đau bụng này thì nó đau, tính chất đau là có thể đau âm ỉ, có thể là đau đột ngột thành cơn. Đấy. Và cái đau thì nó lại không phải đau ở những vị trí nào nó cụ thể cả. Đấy, nó bao đau có thể mơ hồ trong ổ bụng. Thì thường nhưng mà thường thì nó đau dọc theo khung đại tràng hoặc là bên đại tràng hố chậu phải hoặc là mạn sườn bên phải hoặc hố chậu trái hoặc là mạn sườn bên trái hoặc nó có thể đau ở vùng hạ vị. Và một cái triệu chứng biểu hiện nữa là một cái đầy đầy tức, đầy hơi, đầy trướng bụng. Đấy, cái triệu chứng này thì làm cho bệnh nhân lúc nào bụng cũng cảm thấy căng tức mà không muốn ăn. Thế ngoài các triệu chứng, ba cái triệu chứng chính trên cái thì bệnh nhân còn có những cái triệu chứng về toàn thân, chẳng hạn như là người thì có thể mệt mỏi rồi mất ngủ. Đấy, nặng nữa thì có những người mà suy nghĩ lo lắng về bệnh tật thì có thể gây những cái hội chứng về trầm cảm. Thưa bác sĩ, vậy thì làm thế nào để có thể phòng tránh được bệnh viêm đại tràng một cách tốt nhất ạ? Để phòng tránh cái bệnh viêm đại tràng này thì như chúng ta được biết là cái bệnh bệnh lý đại tràng này chủ yếu liên quan là đường tiêu hóa, đường ăn uống, nên cái việc coi là
mình ăn uống hợp vệ sinh là cái điều quan trọng nhất. Việc ăn rau sống và ăn những cái chất mà ăn những thức ăn mà nó bị nhiễm vi khuẩn, nhiễm ký sinh trùng là tránh nên ăn. Ví dụ như là tiết canh này, thì bây giờ cũng là tránh, không nên ăn cái tiết canh đấy. Và hai là những cái rau sống mình ăn cũng giảm. Hai là những cái mà những cái thực phẩm dưa chua rồi cà pháo đấy, là những cái lên men đấy là mình cũng không ăn, vì bản chất những cái đấy nó hay viêm rồi, những cái đấy là cũng là những yếu tố gây ung thư của bệnh lý đại tràng. Và những cái đồ thức ăn lạnh quá thì mình cũng không nên ăn. Quý vị và các bạn thân mến, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không để biến chứng đối với bệnh đại tràng là việc làm hết sức cần thiết. Khi mà gặp một số những cái biểu hiện hoặc là những cái triệu chứng như bác sĩ vừa nêu thì chúng ta nên đến gặp bác sĩ để có thể được tư vấn và điều trị kịp thời. Mục phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi.